Anh tình yêu. thì mình nghe mà cái sự việc mà vùi lấp làng thì là những người Cái dân này ở đây là nè. có hai người đi báo tin nè, có hai người nhà ở dưới đây nè, ấy là ăn dọn đồ hết, tập trung mấy đứa mấy con cái là tập trung hết cho nhà, cái nhà ảnh là bí thư xã này, tập trung hết đó. Còn anh đi dọn đồ, vừa dọn đồ anh thấy là cái nớ là đổ xuống là chạy tới luôn, vừa chạy chạy tới đó chạy lên cho ủy ban xã, chạy lên ủy ban xã để nữa là thông báo rằng, để nó vừa thông báo gặp tôi đó là tôi nghe mình cũng thông tin cũng chưa 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 xác định rõ thông tin, rồi tôi vừa chạy xuống xuống để tìm cái hai vợ chồng đó, anh nói có anh nói thiệt, tôi nghe đó là tôi vận động hết anh em xóm làng nắp ông nhài đó xuống hết, nói chung xuống đây thì hồi lúc đó thì tới đây là 8 giờ tối rồi, hôm nay mình có điện pin rồi, 8 giờ tối mà tìm thấy được là hai thi thể, rồi là khiêng là hai em bé nó về 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 tới trạm để điều trị, nói chung là điều trị ban đầu thôi. Ở thôn ở vị trí này thì có bao nhiêu nhà anh? Ở đây hả? Đây 11 không? Đây 11 hộ. 11 12 hộ. Bao là 45 người đã nha. Ừ, tổng 45. Bây giờ cái trường hợp mà anh bị thương xà hay là anh Việt là thấy thế nào rồi, tìm ra chưa? Anh Việt thì chưa tìm ra. Anh Việt thì khi mà cái thông tin mấy người cung cấp thông tin thì anh thì đang đứng quay video cho nó đó, là cái góc này đó, ấy là nước sọt lửa nó anh quay. Còn vợ anh thì không cho anh đi. Vợ anh thì dọn đồ hết chuẩn bị đi hết. Còn anh có tính nói chung anh quay là để là báo về về cấp trên đó. Thì nói chung không may tiện đẩy xuống là anh thì ba nói chung là trước trước anh lên trên đó thì anh em thì cũng là nhậu đến quán cho nên là cũng hai ba người nhậu. Anh tên gì ạ? Em là Hồ Quốc Khánh. Hồ Quốc Khánh nha. Ở thôn mấy anh? Ở thôn 1 anh. Cùng ở thôn 1. Nói chung ở đây là thôn 1 hết, từ dưới cầu trên lên thôn 1. Hồ Văn Khánh nha. Hồ Quốc Khánh. Hồ Quốc Khánh.